Xin chào anh trai. Nào, mọi người, hãy đưa cho mình chìa khóa nhanh lên. Hãy đưa cho mình chìa khóa nhanh lên. Ơ, sao lạ dữ vậy ta? Mọi người tỉnh bơ các bạn. Hả? Nào mọi người, theo như đúng kịch bản thì mọi người phải đi tìm chìa khóa và mọi người sẽ đưa cho mình chứ. Tại sao mọi người lại đứng yên vậy? Nào mọi người. À, như vậy mới đúng rồi các bạn ơi. Đúng kịch bản rồi, đúng kịch bản rồi. Mình tưởng đâu là sai kịch bản rồi chứ. Phải như vậy đó anh trai. Đúng rồi, mở cửa cho em đi. Và đây là những nhân viên tiêu biểu này các bạn. Đó, treo hình quá chừng luôn. Nhân viên tiêu biểu của năm nha. Đúng rồi anh trai, mở cửa giúp em đi. Wow, ổn rồi các bạn ơi, ổn rồi các bạn ơi. Nào, những người anh em Chainsaw Man quỷ đầu cưa. Lại thêm một thanh niên Katana Man này các bạn. Ra ngoài canh cửa giúp mình đi, nhanh lên đi. Cảnh sát đến đây truy nã chúng ta bây giờ nè. Phi vụ ở dưới bắc bộ này phải nói cực kỳ nhiều tiền luôn các bạn ơi. Wow, các bạn nhìn kìa. Một cái học tiền nhỏ thôi mà được 127 triệu đô. Ngân hàng này tiền nhiều thật sự luôn các bạn. Rồi còn ở phía kia là cái gì vậy? Đó các bạn, mình thấy có thứ gì đó màu cam cam kìa các bạn ơi. Báo vật à? À, được đó. Chainsaw Man quỷ đầu cưa sẽ đi sang báo giặc luôn nha các bạn. Nào nào nào, bỏ tiền vào túi. Chắc mình nghĩ mình sẽ được đâu đó tầm khoảng là 300 triệu đô đó các bạn. Tiền nhiều lắm luôn đó. Đúng rồi, bỏ vào túi, bỏ vào túi. Hả? 305 333 333 luôn các bạn ơi. Con số phải nói cực kỳ đẹp nha. Còn đây là gì đây? Báo giặc gì à? Nhặt được không ta? Có báo giặc luôn các bạn ơi. Nhặt 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 nhặt. Rồi không được rồi các bạn. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ rời khỏi ngân hàng này nha. Nào mọi người, né sang bên đi mọi người ơi. Rời khỏi đây thôi. Nào, tạm biệt mọi người nha. Mình tiền nhiều lắm nè. Mọi người có ai muốn lấy không? Mình sẽ cho mọi người một ít. Mình sẽ cho mấy anh trai này mỗi người là 10 triệu đô nha các bạn. Rồi 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 mấy anh trai ơi, lưu số điện thoại của em vào đi. Chút xíu nữa sau khi em trốn thoát được mấy trại cảnh sát thì em sẽ tặng tiền cho mấy anh trai. Còn bây giờ thì mình sẽ rời khỏi ngân hàng này nha các bạn. Ơ, con xe của mình. Lúc nãy mình vừa đậu xe của mình ở đây cơ mà. Đâu mất tiêu rồi. Xong luôn. Cảnh sát đến đây bắt đầu truy nã cho mình rồi các bạn. Con xe này của ai đây? Thôi mượn đại luôn các bạn ơi. Con xe này trông khá là cùi mía. Đồ đạc tùm lum tùm la à. Nào nào nào, lên xe thôi anh em ơi. Mình nghĩ là nó chạy yếu dữ lắm luôn các bạn ơi. Rồi 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 rồi, chuồn chuồn chuồn. Chuồn khỏi đây thôi. Ui, có sao không anh trai, có sao không? Tại anh trai chặn đầu xem đó nha, chứ em không có ý đâu. Rồi rồi các bạn ơi, ảnh không có sao. Ảnh vẫn còn ngồi dậy, ảnh lấy vũ khí ra ảnh tấn công tụi mình được mà. Chứng tỏ là ảnh không sao nha. Rồi luôn, xì lốp bung cốp tùm lum tùm la rồi các bạn. Mình nghĩ là mình phải đổi một con xe khác thôi. Con xe này bị hư rồi. Để mình tìm một dòng xem thử đã. Ồ, mình phải tìm một con xe 4 chỗ nha các bạn. À, con xe này có vẻ ổn rồi các bạn ơi. Rồi 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 anh trai ơi, xuống xe đi anh trai. Cho em mượn xe đi nha. Hy vọng là mấy đại cảnh sát sẽ không bắn thủng lốp xe của mình. Nào 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 nào, lên xe nhanh lên đi người anh em cho Superman. Đừng nha, đừng nha mấy đại cảnh sát. Được rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chạy trốn với đại cảnh sát nha. Lao xuống đây luôn. Ui, ổn đó các bạn. Wow, các bạn nhìn kìa. Phía sau lưng mình cảnh sát truy nã quá chừng luôn. Ui, thôi thôi thôi. Chuồn 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 khỏi đây thôi. Mà sao lại chứ vậy ta? 5 sao luôn các bạn, mà không có trực thăng. Áo thật đấy. Mình nhớ thông thường là 3 sao là trực thăng sẽ đến đây để truy nã mình mà. Hiện tại bây giờ mình đã lên 5 sao rồi các bạn ơi. Rồi luôn. Cậu được ước thấy các bạn. Một chiếc trực thăng kia kìa. Cậu được ước thấy luôn nha. Chán ghê luôn á. Biết vậy hồi nãy chạy trong cảnh sát là được rồi các bạn, còn đòi hỏi trực thăng nữa các bạn nhìn kìa. Bây giờ có cả cảnh sát biển nè, rồi trực thăng nè, rồi luôn cả cảnh sát khu vực nữa các bạn. Khá là đông cảnh sát truy nã mình đó. Được rồi, chuồn 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 chuồn. Nào mọi người, chúng mình xin đường với mọi người ơi. Chúng mình xin đường với. Được đó các bạn. Tăng tốc lên. Ui, mấy đại cảnh sát đuổi theo sát sau lưng mình luôn rồi. Hả, con xe của mình nó bị sao vậy? Ui, các bạn nhìn kìa.
Một cái bánh này bị đơ rồi, làm sao bây giờ đây? Nào 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 nào, bay lên, làm hai like được không? Hai like phiên bản không đủ kinh phí nè các bạn. Tính ra mấy đứa cảnh sát làm hai like còn đẹp hơn cái mình nữa nha. Wow, các bạn nhìn kìa. Mọi người làm hai like còn đẹp hơn cái mình nữa các bạn. Mình làm hai like phiên bản thiếu kinh phí. Tại vì một bánh xe phía trước nó bị đơ rồi các bạn nhìn kìa. Ủa sao vậy ta? Mình nhớ hồi nãy mình chạy bình thường mà. Tại sao nó lại bị đơ rồi? Ui, không ổn chút xíu nào hết luôn đó các bạn. Cảnh sát hiện tại bây giờ đang kéo đến đây truy nã tụi mình khá là đông luôn nè. Tụi mình không thể nào xuống xe, đổi xe khác được đâu. Xung quanh đây vắng tanh à. Chỉ có cảnh sát với cảnh sát và những người anh em chơi Snowman thôi các bạn. À, mình chợt nhớ ra là ở đây có một loại quả kỳ lạ này các bạn. Ok, ăn loại quả kỳ lạ vào thôi các bạn ơi. Và mình không biết lần này mình sẽ tiến quá lên hình dạng gì đây. Đừng có nói là hình dạng Chainsaw Man Skibidi Toilet phiên bản bồn cầu ngày hôm trước nha. Cái phiên bản đối cùi mía ghê luôn các bạn, có chút xíu à. Rồi anh em ơi, chờ mình đi. Mình sẽ ăn loại quả kỳ lạ vào. Huy cơ thể của mình bị thương khá là nặng luôn các bạn. Nào 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 nào, ăn loại quả kỳ lạ vào nè. Hả? Mình đã tiến hóa lên được hình dạng mới rồi sao? Đây các bạn nhìn nè, hình dạng này mới chính là hình dạng mà mình kêu Zima nâng cấp cho mình đó các bạn. Nhưng mà ngày hôm trước không đủ nguyên vật liệu, cho nên là Zima đã nâng cấp cho mình cũng hình dạng này, nhưng mà có điều phiên bản tí hon nha. Ngày hôm nay mình được nâng cấp lên thành hình dạng khổng lồ rồi các bạn. Ơ quên, cái này là do mình ăn loại quả kỳ lạ nha. Đó, phải như vậy chứ. Mình không biết là mình sử dụng kỹ năng có giống như là Zima hay là không ta. À, được luôn các bạn ơi. Mình có chat bắt nè, mình có thể bay được nha. Phải như vậy chứ. Rồi, máy chỉ được thăng. Máy chỉ được thăng nè. Ổn định thật sự luôn các bạn. Và đây chính là Chainsaw Man phiên bản Skibidi Toilet nha các bạn. Để mình xem thử đã. Cái phần cổ của mình thấy nó cứ là lạ sao đó các bạn ơi. Ờ, đây các bạn nhìn nè. Ơ, từ, đừng có chạy. Đừng có chạy. Đây các bạn. À, chỉ có mấy sợi dây kết nối với lại là cái toilet thôi các bạn ơi. Ui, ngầu thật sự luôn. Đẹp quá các bạn. Ờ, hai bên toilet của mình thì được trang bị mấy khẩu súng laser nha. Giống như là Zima đó các bạn. Nhưng mà mình không biết mình có sử dụng được hay là không nữa. Nói tóm lại, mình giống Zima đến 99.999% luôn các bạn. Chỉ khác gì phần đầu thôi. Còn cái toilet thì giống y à. Rồi, bắn cho nổ xe nè. Trực thăng đâu mọi người? Trực thăng đâu mọi người? Phải như vậy chứ. Nâng cấp là phải nâng cấp như vậy nè các bạn. Chứ đâu phải như là sếp của mình ngày hôm trước đâu. Nâng cấp cho mình cũng giống vậy. Nhưng mà có đề phiên bản tí hon nha. Phiên bản đó chán ghê luôn á. Mình thích phiên bản này hơn. Ui, bay cao này các bạn ơi. Đó phải như vậy chứ. Này trực thăng nè. Ơ, mình vừa bay mình vừa bắn không được à. Lại dữ vậy ta. Đâu rồi ta? Trực thăng đâu. Mọi người ơi, trực thăng đâu? Ờ, mấy chiếc máy bay phun nước từ sau này các bạn ơi. Bắn được không ta? Nó bay nhanh quá các bạn ơi. Bắn toàn ngọt không à. Trực thăng với mình nè. Ui hụt. Mới nâng cấp lên form mới, cho nên là mình sử dụng kỹ năng không có quen nha các bạn. Chưa được thành thạo cho lắm. Phải hẳn ếch kìa. Mình mới dùng thành thạo được các bạn ơi. Nào bay lên. Hả? Bay lên nó có giới hạn các bạn ơi. Mình không thể nào mình bay cao được hơn nữa. Chỉ được như vậy thôi à. Ui chán vậy. Chỉ được như vậy thôi các bạn ơi. Mình muốn bay cao hơn nha. Rồi luôn. Loại quả kỳ lạ này nó chỉ giúp đỡ cho mình đến như vậy thôi các bạn. Chứ mình không có được nâng cấp. Khi nào mà xếp Z-Man của mình nâng cấp kìa, khi đó mình mới mạnh được các bạn. Còn cái này chỉ là tác dụng phụ của loại quả kỳ lạ. Chán thực sự luôn á. Nhưng mà cũng ổn định mà các bạn. Mình thấy hình dạng này khá là ok luôn á. Kỹ năng đủ thứ luôn nè. Chưa full option thôi, nhưng mà mình thấy vẫn khá lõm đó các bạn. Ui, ai bắn mình mà đau dữ vậy?
Thì đó là Titans Bickerman xuất hiện rồi các bạn. Này thì Titans Bickerman nè. Ui, tia laser bắn hơi bị đau đó nha Titans Bickerman. Này thì Titans Bickerman nè. Titans Bickerman nè. Mình sẽ hạ gục Titans Bickerman. Rồi sau đó mình sẽ khoe chiến tích này cho sếp của mình là Z-Man biết nha các bạn. Hy vọng là sếp của mình sẽ thấy được cảnh này và sếp của mình sẽ nâng cấp cho mình hình dạng này mãi mãi vĩnh viễn luôn. Bắn nè, bắn nè, bắn nè, bắn nè, bắn nè, bắn nè. Này thì Titans Bickerman hả? Có được sức mạnh này thì mình sẽ đi tổng tấn công các khu căn cứ của đội quân Kamarama nha các bạn. Nào 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 nào. Tấn công, tấn công, tấn công, tấn công, bắn nè, bắn nè, bắn nè. Bắn hư hết dàn lo luôn các bạn ơi. Tiếp theo sẽ là cú đấm của Chainsaw Man. Cú đấm của Chainsaw Man đây. Sao lắc dữ vậy ta? Hả? Vậy là đã xong rồi sao? À, mỗi khi mà có một tay tình đai thì máy của mình nó sẽ lắc nha các bạn. Đó phải như vậy chứ. Ơ, à, sao mà easy dữ vậy? Mình tưởng đâu là phải đấm nhau long trời lở đất chứ. Không ngờ mới chỉ có bắn mấy cái thôi các bạn ơi. Đánh đấm có vài cái thôi. Như vậy là mình đã hạ gục thành công được Titans Bickerman rồi sao? Hình như đây là phiên bản Fake hay sao đó các bạn ơi. Ồ, mình nghĩ có thể là như vậy đó các bạn. Phiên bản Fake rồi. À, phiên bản này là phiên bản hàng rep 11 nha các bạn, chứ không phải là hàng real. Hàng Fake rep 11 thôi, chứ hàng real không thể nào yếu đến như vậy đâu. Trực thăng với mình nè. Định lại đây tấn công mình hả? Hello, xin chào mọi người. Và mình là Chainsaw Man phiên bản Skibletalet đây. Được rồi các bạn ơi, mình nhận được tín hiệu của một đội quân Kamarama gần ở đây rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi tấn công đội quân Kamarama đó nha các bạn. Không ổn rồi các bạn ơi. Mình vừa nhận được một thông báo, đó chính là có một tên Skibletalet phiên bản kỳ quái đang chuẩn bị tiến thẳng vào khu căn cứ của mình để tấn công khu căn cứ của mình nha. Nào mọi người, rời khỏi đây nhanh lên đi mọi người ơi. Nào, bay lên, bay lên, bay lên, bay lên, bay lên, bay lên. Ui, cái bộ kỹ năng này khó xài ghê luôn ta. Cố lên, cố lên. Lại bị vướng rồi các bạn, lại bị vướng rồi. À, như vậy, ổn rồi các bạn ơi. Bay lên cao, bay lên cao. Bay lên cao như vậy thì mình mới dễ dàng quan sát được nha các bạn. Để mình xem lại cái GPS đã. À, ngay phía trước mặt mình luôn các bạn. Ơ, các bạn nhìn kìa. Tên Skibletalet phiên bản kỳ quái đến đây rồi các bạn ơi. Wow, bắn cả tia laser nữa hả? Mình đây nè bạn ơi. Bạn Skibletalet phiên bản kỳ quái. Mình ở đây nè. Mình ở đây nè. Ui, bắn như vậy. Nó vừa bắn ra hơi thở nguyên tử hay thứ gì đó các bạn ơi. Hình như bộ kỹ năng này chỉ có Z-Man mới sử dụng được thôi. Tại sao thanh niên lại sử dụng được? Ui, thanh niên này nhá. Chờ mình đi, chờ mình đi, chờ mình đi. Tấn công mình liên tục luôn các bạn ơi. Rồi, bay lên, bay lên. Bay lên, đánh nè, đánh nè. Sao mà khó đánh dữ vậy ta? Khó đánh quá các bạn ơi. Ui, lắc máy luôn các bạn. Vừa quăng trúng mình, trúng cái chỗ cái đèn xanh đèn đỏ các bạn ơi. Nào, 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 nào. Lại đây. Nào thật sự các bạn. Nào, đánh. Đánh. Phải như vậy chứ. Ui, bấm nút xả bông cầu. À, mình biết điểm yếu của nó rồi các bạn ơi. Dù nó có mạnh đến mức nào đi chăng nữa thì chỉ cần mình nhấn cái nút xả bông cầu thì nó cũng bị tiêu diệt các bạn. Hèn gì mục tiêu của mình ngay chỗ cái vòng mũi tên màu đỏ đó các bạn. Nó cứ chỉ tập phía đỉnh đầu không à. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đâu, 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 đâu. Đó đó các bạn. Nào, bay lên, bay lên, bay lên, bay lên, bay lên, bay lên. Ui, chán ghê luôn á. Đánh nè. Đánh. Tại sao kỳ vậy ta? Khó đánh thực sự luôn các bạn ơi. Khoan đã, khoan đã, khoan đã, khoan đã. Mình cần phải bay ra khỏi khúc này đã các bạn ơi. Lắc ghê luôn á, lắc ghê luôn á. Bay, 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 bay. Ui, nó bắn trúng lên cánh của mình rồi các bạn ơi. Hơi bị đau đó nha bạn, hơi bị đau đó. Nó đánh mình khó chịu ghê luôn các bạn. Rồi, đánh nè. Đánh, 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 đánh. Không ổn rồi các bạn ơi. Mình nhắn bắt xả bồn cầu mấy lần luôn, nhưng mà có vẻ không có tác dụng nó rồi. Con Skibletalet phiên bản biến dị này nó mạnh quá các bạn. Nào, đánh.
đánh lên phần đầu của nó, đánh lên phần đầu của nó đi chứ. Ui không ổn rồi các bạn ơi, mình đu dây mình kéo quá chừng kéo luôn, mà có vẻ không ổn rồi. Làm sao bây giờ đây? Nào, đánh. À, mình chợt nhớ rồi các bạn ơi, chỉ cần mình câu giờ thôi các bạn. Khoan đã, mình sẽ tìm một cái rổ vắng nha các bạn. Chỗ đó lắc quá. Mình nhớ rồi. Loại quả kỳ lạ nó sẽ có thời gian nha, chứ không phải là được nâng cấp vĩnh viễn đâu các bạn ơi. Chỉ cần mình chờ thêm một chút nữa thôi thì Chainsaw Man sẽ trở lại với phiên bản bình thường thôi các bạn. Mình biết rồi, mình quên chứ. Công việc mình cần làm đó chính là bây giờ mình sẽ câu giờ nha. Câu giờ càng lâu thì sẽ càng tốt nha các bạn. Nhưng mà không biết thể lực của mình có thể trụ được đến đó hay là không nữa. Rồi, nó cũng khá là mạnh đó các bạn ơi, thể lực câu bò dữ lắm mới chọi với nó nha. Đấm phần đầu của nó. Rồi, nào, đấm, lắc quá. Ui các bạn ơi, mình cảm nhận được là cơ thể của nó ngày càng yếu rồi các bạn. Nó tấn công mình không được liên hoàn, với lại là kỹ năng mình thấy nó yếu là hồi nãy nha. Chỉ được cái là bắn tên lửa thôi à. Bạn chỉ được cái là bắn tên lửa thôi à. Nào, sử dụng hết kỹ năng của bạn đi. Nó sử dụng càng nhiều kỹ năng thì cơ thể của nó sẽ càng mất nhiều thế lực nha các bạn. Đó là điều mà mình đang mong muốn đó. Đúng rồi, sử dụng nhiều kỹ năng lên đi bạn. Sử dụng nhiều kỹ năng lên đi. Bạn sử dụng càng nhiều kỹ năng thì cơ thể của bạn sẽ càng mất năng lượng. Khi mà nó hết năng lượng thì nó sẽ quay trở lại với hình dáng ban đầu nha các bạn. Đó chính là Chainsaw Man. Như vậy thì mình sẽ dễ dàng tiêu diệt nó hơn nha. Còn bây giờ thì bị căng rồi các bạn ơi. Nó đánh mình như là con hổ đẻ luôn. Đánh mình đau quá. Nào. Đúng rồi. Sử dụng tia laser nhiều anh đi. Sử dụng tia laser càng nhiều thì càng mất thế lực nhanh nha các bạn. Không phải như vậy chứ. Cố lên bạn ơi, cố lên. Bạn sử dụng tia laser nhiều lên, phải như vậy chứ. Bạn đâu rồi? KBD Toilet phiên bản Chainsaw Man ơi. Mình biết ngay mà các bạn, thanh niên này sau khi hết năng lượng đã bỏ trốn rồi. À mình quên chứ, không phải là hết năng lượng nha các bạn, mà là loại quả kỳ lạ hết tác dụng rồi đó các bạn. Thông thường mình nhớ là loại quả kỳ lạ nó chỉ có tác dụng đâu đó tầm khoảng là 5 đến 10 phút thôi. Mà công nhận ngày hôm nay thanh niên này tác dụng lâu ghê luôn các bạn. Mình đánh nhau phải nói mỏi tai luôn. Còn thanh niên đó sử dụng kỹ năng phải nói thoải mái mà vẫn không hết được tác dụng của loại quả kỳ lạ ha. Chỉ là khi thanh niên đó sử dụng hơi thở nguyên tử với lại là tia laser của Z-Man mới nhanh hết năng lượng đó các bạn. Rồi, quay trở lại khu căn cứ của mình và báo cáo nhiệm vụ đó các bạn ơi. Nhiệm vụ này thành công phải nói xuất sắc luôn nha. Nào, bay cao lên. Ổn rồi đó các bạn. Mình nhớ hình như là ngay chỗ phía trước mặt mình, ở phía dưới đó các bạn, có mấy cái thùng container với là cái nhà đó. Chỗ đó có mấy thanh niên đội quân thám tính của Z-Man nha. Được rồi, bây giờ mình sẽ đi ở đó để mình xem thử đã. Này thì đội quân thám tính tình hình nè, tới công chuyện với mình luôn nha. Đáp xuống thôi các bạn ơi. Mình nghe tiếng gì vậy? Phía bên kia đường. À, đây mới là phiên bản thực sự của Chainsaw Man này các bạn. Đúng rồi. Ui, đau. Từ từ đã. À, phải như vậy chứ. Biến thành phiên bản này đánh nhau như vậy mới dễ nè các bạn ơi. Phiên bản hồi nãy đánh nhau khó quá. Phải như vậy chứ. Như vậy mới căng kèo nè. Còn mấy anh trai kia nữa. À mình quên, mấy thanh niên này chính là những thanh niên Debutlet phiên bản giả mạo nha các bạn. Rồi, này thì Chainsaw Man à. Đánh nhau tay đôi luôn. Hơi bị đau đó. Ui, thanh niên này biết điểm yếu của mình, đó chính là cái đầu camera nha các bạn. Tấn công phần đầu của mình liên tục luôn. Này thì mấy thanh niên kêu đưa lét nè. Ui trái. Thêm thanh niên này nữa nè. Lên gói cắm cỏ vào bụng luôn. Ui, này thì đánh mình hả? Mình phá chiêu được nha bạn. Mình biết kỹ năng của bạn đó, cho nên là mình phá chiêu được các bạn ơi. Rồi, thêm thanh niên này nữa. Kỹ năng đẹp quá các bạn ơi. Mình vô 3 lần highlight nha. Rồi, đạm phát 1. Dính vào thùng container luôn.
mấy thanh niên này sử dụng. Hả, cái gì vậy? Ở đằng kia lại có sinh vật thanh niên nữa các bạn ơi. Kia. Nhưng mà hình như thanh niên nó bị kẹt hay sao á. À, những người anh em Chainsaw Man đa vũ trụ. Này, Chainsaw Man đa vũ trụ nè, hơi bị đau đó. Còn mấy cảnh sát nữa, né sang bên đi mấy anh trai ơi. Rồi luôn. Đánh lộn rồi các bạn, đánh lộn rồi. À, mình đã tiêu diệt được một thanh niên rồi các bạn ơi. Còn ở phía đằng kia có thêm một thanh niên nữa kìa. Định lại đây tấn công mình đúng không? Mình đây, em coming. Em coming. Đánh nhau là hơi bị đã đó các bạn. Hồi nãy mấy thanh niên này sử dụng lỗ quả kỳ lạ, cho nên là kích thước biến thành siêu to khổng lồ. Đánh nhau hơi bị khó nha các bạn. Còn bây giờ kích thước bình thường như mình như vậy nè. Chung sai với nhau thì đánh phải nó cực kỳ dễ luôn. Rồi, cũng tải mấy tay cảnh sát đó nha. Né sang bên đi mọi người ơi. Đây là cuộc chiến giữa em với lại là những người anh em trên Sơ Men đang vũ trụ mà. Mấy anh trai đừng lấy như vậy. Rồi, đánh nè. Mấy tay cảnh sát này ơi, né sang bên đi mấy anh trai. Để mình tắt sao nha các bạn. Mấy tay cảnh sát cứ đừng lại gần mình không rồi. Đó, rồi đừng nói sao đánh lộn như mấy anh trai. Tải mấy anh trai hết đó. Đánh nè. Phải nói là kỹ năng của mình cực kỳ điêu luyện và đỉnh luôn các bạn ơi. Đó, cắm chỏ lên gói, xóc vào bụng, thóc vào hông, đủ thứ kỹ năng luôn. Móc quay hàm nữa các bạn. Rồi, hình như là lưỡi cưa của Chainsaw Man bị hư sao đó các bạn ơi. Mình cứ nghe nó kêu rè 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 kìa. Rồi, lại đây nè. Đánh mình đi. Cơ thể của mình làm sao mà hạ gục được mình. Rồi, đánh mình đi. Cơ thể của mình được nâng cấp rồi các bạn ơi. Hơi bị cứng cáp luôn á. Full giáp, full đồ luôn mà. Những người anh em Chainsaw Man làm sao mà đánh bại được mình. Chẳng qua là hình ảnh kích thích kia to quá các bạn. Mình không chọn được mục tiêu. Với lại là mình nhấn cái nút xả bồn cầu không được. Mình đánh không lại nha. Chứ còn bây giờ kích thước như vậy nè, đồng sai với nhau rồi các bạn. Tỷ lệ bọt mọt với nhau thì chưa chắc gì bạn đánh lại mình đâu. Rồi, bây giờ mình sẽ đánh tập trung nha các bạn. Không quẩn, không nói gió. À, kia rồi các bạn ơi. Phải như vậy chứ. Rồi, ổn rồi đó các bạn. Như vậy là mình đã tiêu diệt thành công được hai người anh em Chainsaw Man rồi. Phiên bản Skibidi-Toled thì mình còn sợ nha. Chứ còn phiên bản này hả thì không phải là đối thủ của mình đâu. Đây các bạn, một người anh em Chainsaw Man đa vũ trụ đây. Có làm được gì không ta? Không làm được gì được các bạn. Còn đây thêm một phiên bản nữa, tặng hai phiên bản lần nha. Không lẽ là hai thanh niên này kết hợp lại với nhau, biến thành Skibidi-Toled phiên bản khổng lồ hay sao ta? Có thể là như vậy đó các bạn. Bởi vì loại quả kỳ lạ cũng có thể giúp cho hai người đứng gần nhau, kết hợp lại thành một nha. Mình nghĩ có thể là như vậy đó các bạn. Chứ mấy thanh niên này bình thường yếu lắm. Nhiệm vụ của mình đã hoàn thành rồi các bạn ơi. Công nhận là cameraman Kirito của chúng ta ngày hôm nay làm nhiệm vụ phải nói khá là vất vả luôn các bạn. Chiến đấu với một phiên bản Skibidi-Toled Chainsaw Man khổng lồ nè, với lại là hai phiên bản Chainsaw Man phiên bản là vũ trụ nha. Chiến đấu phải nói khá là mệt luôn. Nhiệm vụ hoàn thành rồi, cho nên là bây giờ mình cũng sẽ kết thúc video của mình luôn ha. Rồi, và mình nghĩ là mình cũng sẽ tạm dừng video của mình ở đây các bạn ơi. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye.